Chiều ngày 25 tháng 8, tòa thẩm vấn các bị cáo tại một số doanh nghiệp, công ty thẩm định giá và đơn vị cung cấp cây xanh để làm rõ vai trò của ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quá trình thẩm vấn các bị cáo Nguyễn Đức Chung được yêu cầu cách ly để lời khai được khách quan. Khai tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung thừa nhận một số nội dung nhưng cũng phủ nhận một số nội dung. Theo hồ sơ, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có kế hoạch triển khai trồng mới, thay thế bổ sung cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung đã vì động cơ cá nhân, làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho công ty sinh thái xanh, công ty công viên cây xanh Hà Nội tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã đặt hàng công ty công viên cây xanh Hà Nội 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng. Công ty sinh thái xanh 6 hợp đồng trị giá trên 43 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Căn cứ vào tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai và lưu lượng nước xả từ các nhà máy thủy điện bậc trên về hồ, Thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai quyết định ngừng xả tràn từ 13 giờ ngày 25 tháng 8. Sau khoảng 30 phút Thủy điện Trị An đóng đập, dưới chân đập, hàng trăm người dân mang theo dụng cụ như phao tự chế, thuyền, lưới, chài đi đánh bắt cá. Anh Nguyễn Anh Trọng, một tay săn cá cho hay, anh bắt được con cá tra 17kg và bán được 10kg cá lăng, cá trắm cỏ với giá gần 3 triệu đồng. Anh cho biết, năm nay ít cá hơn năm ngoái nên thu về được hơn 4 triệu, trong khi năm ngoái tới 8,4 triệu đồng. Còn anh Nguyễn Hoàng cho biết, từ 12 giờ đã cùng nhóm bạn 4 người mang lưới trực sẵn ở chân đập. Khi đập đóng, cả nhóm cùng nhau săn cá, đánh bắt được 17kg. Bộ Y tế vừa có cảnh báo về mối nguy hại của việc sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O sau khi nhận được báo cáo của một số địa phương về tình trạng mua bán sử dụng bóng cười tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí có chiều hướng gia tăng. Theo Bộ Y tế, việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí N2O trong vui chơi giải trí, sử dụng bóng cười khi hít vào cơ thể, có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạn choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O còn đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy, làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Để an toàn cho sức khỏe và đảm bảo an ninh, an toàn cho xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O, đồng thời tăng cường thông tin, giáo dục truyền thông đến người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, về tác hại, hậu quả của việc lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm, không được lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân đã triệt phá băng nhóm trộm chó và tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, khi đang tập kết các con chó đã bắt trộm của người dân trên địa bàn tại quán nhậu Cầy Tơ 89 do Bùi Văn Mai, sinh năm 1978, ngụ tại xã Phú Mỹ làm chủ, thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét khẩn cấp quán Cầy Tơ 89, lực lượng chức năng phát hiện 19 con chó, 4 xe mô tô, 5 bộ kích điện, 6 cây chĩa tự chế có gắn sẵn dây điện, 2 bộ sạc bình ắc quy cùng nhiều bao tải, băng keo đen, dây kẽm. Các chai nhựa đựng ớt bột được dùng vào việc bắt chó và chống trả người dân khi bị phát hiện. Các đối tượng khai nhận đã được Bùi Văn Mai chuẩn bị sẵn các công cụ, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội. Khi trộm chó xong, các đối tượng mang về quán Cầy Tơ 89 bán với giá 45.000 đồng một ký. Ngày 25 tháng 8, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, ngụ quận 12 để điều tra hành vi hành hạ người khác. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 8, người dân ở khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến cảnh Trang trói cháu T, 8 tuổi, hàng xóm của Trang vào cột điện. Trang dùng cây chổi đánh vào nhiều nơi trên cơ thể cháu T, khiến bé trai khóc la hét. Công an xác định hành vi của Trang có yếu tố phạm pháp nên bắt giữ để điều tra vụ việc.
Theo người dân xung quanh, trước đây Trang có một số lần hành hạ cháu T. Khi bị người dân phản ứng thì Trang chửi bới, xúc phạm lại họ. Sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị An, sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tù chung thân, và Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1992, ở gần nhà An, 20 năm tù về tội giết người. Đây là hai bảo mẫu đã có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi, gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2023. Tại phiên tòa đã làm rõ, mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm, nhưng tháng 11 năm 2022, An và Lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em. Ngày 23 tháng 2 năm 2023, chị T, sinh năm 1981, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, đã gửi con trai là cháu D, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2021, tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành. Thấy cháu D quấy khóc nên An và Lành tiếp tục thực hiện hành vi giẫm đạp, tát cháu. Ngày 26 tháng 3, chị T tiếp tục gửi con tại đây. An thấy cháu D quấy khóc nên đã bực tức, ném cháu D xuống nền nhà và dùng chân đạp vào bụng cháu. Sau đó, An thấy cháu D bất tỉnh, miệng nôn nên đã gọi điện thoại cho chị T để thông báo tình trạng của cháu. Chị T đến nơi thấy cháu D trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa cháu đi cấp cứu. Chiều ngày 2 tháng 3, cháu D tử vong. Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cháu D tử vong là suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng. Chiều ngày 25 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, C03 xác định bị cáo Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.